Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của Cuộc Sống Vương Quốc Anh. Hôm nay gia đình mình sẽ có một cái buổi đi đến nhà của một người bạn để xem nhà mới của anh ấy. Candy mới có cái áo trắng, áo khoác trắng đẹp quá. Qua bên kia cho mọi người xem, Phương nó có cái... Đừng đạp em, con ngồi đàng hoàng con. Rồi bây giờ cho anh xin cái postcode để đi tới nhà nó. Em đưa cho anh bây giờ. Give me a kiss, please. Mwah. Thôi bây giờ here we go. Lên đường. Từ đây đi qua đó là có 3 mai rưỡi, đi mất 20 phút. Đây là khung cảnh mùa thu chuẩn bị vào mùa đông, rất là sơ sát. Bây giờ chúng tôi đã tới nơi rồi. Ôi Phương ơi, đừng có dẫm nhảy vũng bùn nữa. Đừng, mẹ đừng cho Phương nhảy vũng bùn ơi. Bây giờ chúng tôi đã đến cái nhà của anh chị Tin và Nin rồi. Số 16. Đi ra con, đi ra đi. Rồi đóng cửa lại. Hôm nay nhà của bạn Simon, nhà mới của bạn Simon mời mình đến và sẽ làm một vài cái nghi thức tâm linh. Một vài cái nghi thức của người Myanmar. Có nghĩa là cũng sẽ có mời những cái nhân vật mà mang cái tính tâm linh. Trời ơi Phương ơi, đừng có đạp nước Phương ơi. Hello Simon. Do we have anything to eat? Yeah, do we have anything to eat? Okay, I'm joking. Hey, đây là nhà của anh chị ấy, nhà số 16. Mình cũng rất là thích cái số 16 này luôn. I think you should say welcome to a new house or something like that. Oh, it's already done. Yeah, he goes inside. I think so. Yeah, I think so. My kid is very excited. Go. Lên trên để coi cái nhà của. Đi coi anh chị sửa là sao ta. Oh. Con đừng có nói linh tinh nha. Ok. Ở đây là một cái phòng ngủ, nhưng mà cái phòng này hơi nhỏ. Anh chị sẽ cho thuê cái nhà này. Ở ngoài đó có gì con? Oh, nhà sửa lại hết rồi, đẹp quá. Đâu? Oh, nhìn nhìn. À, cái đó là con biết là gì không? Cái đó là khói của cái sưởi á. Khi mà người ta bên ga ra xong thì cái nó sẽ có khói. Thì sưởi, con sợ sưởi thấy nóng không? Đó. Đúng rồi. Con mở cái cửa tủ ra thử coi có gì không. Cái tủ làm lại đẹp quá. Ồ. Không có gì hết, đúng rồi. Ừ.
Yes. Sao con cứ gọi ba là bé hoài vậy? Okay. Okay. Ở đây còn một cái phòng nữa. Một cái phòng bên này nữa hả? Bên này nè. Ồ, vậy hả? Thấy luôn hả? Ok, cái này có thể nhìn ra ngoài được. Đây là căn phòng chứ. Ồ, vậy hả? Ok, ok. Ok, đây là nhà bếp. Cái nhà này lúc đầu tới không có, anh chị mới mua lại, nó không có đẹp giống vậy đâu, xấu lắm. Nhưng mà sửa lại, làm lại để cho thuê mới là đẹp. Cái nhà như thế này ở một cái nhà như thế này ở London thì có giá là để bao nhiêu để mình hỏi. Can I ask you this house is how much? 485. Ah, yeah, you are half million. Yeah. Oh, đó, cái nhà này như cái nhà này ở Vương quốc Anh là ba phòng, có phòng khách, có kitchen và có phòng tắm như thế này thì có giá là 485.000 bảng Anh. Ở một cái nhà như thế này. Và ở ngoài họ có cả vườn nữa. Họ có vườn ở ngoài này nữa. Đó. Đó là cái vườn của họ. Yeah, it's different. Đây ở ngoài vườn của họ. Lúc trước ở ngoài vườn này làm, ở ngoài vườn này khi mà người ta bán lại, anh chỉ mua lại của một người Trung Quốc đó, rất là xấu. Nhưng mà bây giờ phải bỏ tiền ra để làm hết cái khu vườn này lại nè. À, cái này lúc trước là nó rất là thấp. Đây là cái hàng rào kế bên đây nè. Gì con? Rất là ngầu quá hả? Rất là ngầu ở trên đó là cái gì? Từ từ chờ ba xíu đi. Đây là cái nhà kho của người ta để đó. Còn cái bên hông này là ngày xưa anh chỉ làm, nó rất là thấp, thấp lè tè ở dưới này thôi. Có thể đứng chỉ tới khoảng đầu gối mình thôi. Bây giờ anh chị làm hết cao lên hết như thế này. Và ở cuối vườn thì anh chị lại cho làm một cái chỗ ngồi như thế này để có thể làm những cái bữa tiệc nướng BBQ hay là sáng ra ngồi. Nếu mà vào mùa hè thì có thể cà phê, cà pháo hay là ăn tối ở ngoài cũng được. Đó, làm hết cao lên như thế này. Để mình hỏi xem là anh chị đã làm hết như cái này thì ngoài vườn như thế này thì tốn bao nhiêu tiền cho cái việc làm ngoài vườn như thế này. Hi Dean, how much you pay for repair that garden? Garden, the shed is like 2,000. 2,000? Just the fence. The fence is 2,000. All of this 2,000. 2,200. Okay. That one, the patio, mm-hmm. Is that one, and then kitchen is the 3 grand, 3,000. No, this one is 2,000? 200, I did 2,022, 2,200. And what about... This one and the and kitchen is 3,000. 3,000. All together 5,200. Oh. Oh. Yeah. Vậy là con thích cái này hả? It's, that means it's cool. It's cool? Yeah, it's very cool. It's so cool. How do you feel about that, Simon? Oh, he ran away. He ran away. That's cool as well. Can you open it? Oh! Oh! Who gave you that? No, it's okay. It's okay. Let him. Ah, he want to hide in. In there. Oh. Yeah. Teddy. In here now you can play hide and seek. This is
Want to play that? Oh. No, that's where you can hide when you're playing hide and seek. Yes, oh, right. Mhm. That was a cool one. Yeah, yeah. Oh, oh, Simon, be careful. He will fall down. Yeah, don't be hiding. Yeah, yeah, yeah. You might push him and then you fall down. Yeah, right, right. Yeah, good boy. The hospital. You look like you're marrying each other. Sorry, you look like you're marrying each other. Yeah, do you want to take your jacket out? Say thank you. He wants to play hide and seek and he hide there. No one can see them. I can. He's right in there. No, in court and Casey. But I can. I can definitely see them. That's why we're afraid. You all call out that from mommy's tummy. Liam, check kitchen. Romeo, check kitchen as well. And the expensive one is like... He wants to play hide that. 19, 19, 20. Go to find him. Where is he? Where is he? No? Oh. Oh. Okay, checking. Keep searching. Keep searching. There's only one more place to look. Uh-oh. So there's only one more place to look. I say. No. No. Oh, where is he? Where is he? Okay, go, go. Hey, hey. Yes. Uh-oh. Found you. I found you. My daddy told me where you are. I just guessed. I didn't know. I don't know where you, but I just guessed. Shall I count again? Okay, now you can. Okay. 2, 3, 4, 5, 9, 10. I don't know. It won't work. There's some things in there. Go, go, go. Here I go. I saw you. No, because I wasn't ready. Okay. Again. Stop now. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10. Oh, bây giờ thì các vị sư đã đến để làm đúng như là làm phép hay làm một cái nghi lễ nào đó để cho nhà của anh Thiên với chị Nin rồi. Mình sẽ đi xuống. Các vị sư đang đến rồi. ยาโอ้ยแม่เราต้องมาดูแลกันเรื่องอะไรอ่ะคุณโยม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 
Yaman Dawana Guzogan Zina, Guzogan Zina, Tangana Jumpy Catay, Yan Catay, Jaja Catay, Zoe Catay, Moving Catayno, Digging, and Jamati, Yaja, only not here. Mimido, the other year, you might not have been there, those who may have bound in the world. Many a good neighbor, you have down to the wrong the other good.
Đó là một nghi lễ giống như là vào nhà mới của người Myanmar. Khi mà họ đến, họ nhận nhà mới rồi họ giống như một lễ trừ tà vậy đó. Rồi cũng giống như người đạo Thiên Chúa thì sẽ khi có nhà mới thì sẽ mời cha của mình, cha nhà thờ, linh mục á, đến để làm lễ, làm phép nhà, làm lễ nhà. Thì đây là cái phong tục của người Myanmar. Căn nhà này thì thuộc ở khu vực zone 2 của London. London thì có rất là nhiều zone. Zone 1 là zone trung tâm. Tới zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, zone 6. Thì đây là cái giá nhà như lúc nãy chị chủ nhà chị có chia sẻ. Giá nhà của cái khu vực này thì như căn nhà này là 3 phòng ngủ. 3 phòng ngủ nhưng mà thật sự mà nói là chỉ có một phòng mà mình đang đứng là lớn nhất thôi. Còn hai phòng còn lại rất là nhỏ, rất là bé. Thì giá của nó hiện tại bây giờ đang là 485.000 bảng cho căn nhà này. Thì nếu như mọi người cho mình xin ý kiến về cái giá nhà ở những cái khu vực mà mọi người giờ ở thì so với ở London thì nó đắt rẻ như thế nào. Chút nữa mình sẽ hỏi dễ xem nhà này là bao nhiêu mét vuông. Sau khi dự xong cái buổi lễ cầu nguyện chúc phúc lành cho nhà mới của gia đình Thiên thì chúng tôi cũng lên đường để đi về. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc mọi người một cuối tuần thật vui, thật hạnh phúc. Còn bạn Romeo bây giờ thì bạn không thích đi về.